Hello and welcome to WWDC 2016. Xin chào các bạn, vào rạng sáng nay ngày 14 tháng 6, hãng táo cắn giờ Apple đã tổ chức sự kiện hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2016 tại Mỹ. Trọng tâm trong sự kiện năm nay đó là bản cập nhật hệ điều hành iOS 10 cho điện thoại, OS X cho máy tính Mac, hay tin tức về watchOS và tvOS. Bây giờ, DDView sẽ đem đến thông tin chi tiết toàn cảnh sự kiện WWDC 2016 của Apple. Đầu tiên, ông Kevin, Phó Chủ tịch Công nghệ của Apple đã giới thiệu giao diện mới của Apple Watch với phiên bản hệ điều hành watchOS 3 nhanh hơn 7 lần so với bản cũ, giao diện mới nhanh và trực quan hơn. Với phiên bản hệ điều hành mới này, Apple đã thêm tính năng cấp cứu SOS và hỗ trợ gọi cấp cứu qua iPhone hoặc trực tiếp từ ngay đồng hồ qua mạng không dây Wi-Fi. WatchOS 3 còn được trang bị tính năng Scribble, người dùng có thể viết tay tin nhắn trên màn hình đồng hồ. Ngoài ra còn hỗ trợ Apple Pay và các ứng dụng tập thể dục tiện ích. Đặc biệt, phiên bản mới này còn bổ sung tính năng mới cho người dùng xe lăn, củng cố bằng một thuật toán chuyên dụng, và bản cập nhật này sẽ được phổ biến rộng rãi vào mùa thu năm nay. Tiếp theo, ông Eddie, Phó Chủ tịch cấp cao về phần mềm và dịch vụ Internet của Apple, đã công bố bản cập nhật nhanh của Apple TV với tên gọi là tvOS, bao gồm một ứng dụng điều khiển từ xa, trong đó nâng cao chức năng tìm kiếm CD và tích hợp CD với YouTube, hay chế độ đăng nhập một lần cho cả Apple TV và các ứng dụng người dùng đã lưu trên đó, chế độ màn hình đen mới và đồng bộ tự động các ứng dụng giữa iPhone và Apple TV. tvOS mới sẽ có sẵn để tải một bản xem trước cho các nhà phát triển ứng dụng từ ngày hôm nay. Tin tức tiếp theo về việc các phiên bản kế tiếp của hệ điều hành cho máy tính Mac từ nay sẽ được gọi là hệ điều hành Mac OS Sierra và tích hợp tốt giữa máy Mac và các thiết bị khác của Apple. Hệ điều hành này có chức năng tự động mở khóa, nghĩa là người dùng có thể mở khóa máy tính từ Apple Watch, và cũng có một clipboard phổ quát cho phép người dùng sao chép nội dung trên iPhone và dán vào máy Mac. Đồng thời, Apple thông báo mang Apple Pay cùng với trợ lý ảo Siri đến máy tính Mac. Bản beta cho Mac OS Sierra sẽ được phát hành vào tháng 7 tới. Tâm điểm trong sự kiện WWDC 2016 này là hệ điều hành iOS 10. iOS 10 cho phép người dùng gỡ một số ứng dụng được cài sẵn, vốn trước đây không cho phép người dùng gỡ bỏ. Để biết thêm chi tiết rõ hơn về 10 tính năng này của iOS 10, các bạn có thể xem video mà DDReview đã cập nhật dành riêng cho những thay đổi lớn này của Apple. Qua sự kiện WWDC 2016 này, các bạn có thể thấy được nhiều sự thay đổi, cải tiến của ông hoàng lớn Apple với 4 hệ điều hành mới. Hiện nay, App Store sở hữu hơn 2 triệu ứng dụng với hơn 130 triệu lượt tải, không chỉ đóng vai trò như một kho ứng dụng, mà còn là một mắt xích kết nối tất cả các nền tảng hệ điều hành của Apple. Hãng ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường công nghệ, góp phần to lớn vào sự phát triển thế giới trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.